Nghĩ về các cách tách các bài toán cộng, nó rất hữu ích bởi vì nếu chúng ta tách đúng cách, chúng ta có thể tính toán phép cộng dễ dàng hơn. Vậy hãy cùng nhìn vào câu hỏi đầu tiên này nhé. Lindsay không chắc là 39 cộng 61 như thế nào. Giúp Lindsay bằng cách chọn bài toán cộng mà giống với 39 cộng 61. Như vậy, hãy nhìn vào các lựa chọn này. Lựa chọn đầu tiên này mình có 30 cộng 60 cộng 90 cộng 10 và mình khuyến khích các bạn nên dừng đoạn video này và giải thử nó trước khi mình làm nó. Như vậy, lựa chọn đầu tiên này, chúng lấy 30 từ đâu? 30 là 30. Và mình có 30 ở đây. 3 trong 39, nó ở hàng chục vì vậy nó đại diện cho 30 hay 30. Và sau đó chúng ta có 60. Nó có từ đâu? Trong số 61, số 6 ở hàng chục. Như vậy, nó đại diện cho 60 hay 60. Và sau đó chúng ta cộng 90. Bây giờ 90 này có từ đâu? Mình không thấy 90 ở đây. Nó có thể lý giải như vậy, mình có 9 ở đây. Nhưng nó ở hàng đơn vị, nó không phải ở hàng chục. Đây là 9, không phải 90. Ở đây mình có 1, mình hoàn toàn không có 90. Hay thậm chí mình không thấy một chục. Như vậy điều này sẽ hợp lý khi thay vì nếu nó không nói 90 mà nói 9. Và thay vì một chục, nếu nó nói 1. Vì chúng ta có một ở hàng đơn vị, khi đó nó sẽ có lý. Nó đã không nói 30 cộng 60 cộng 9 cộng 1. Nó nói 30 cộng 60 cộng 90 cộng 10. Như vậy chúng ta sẽ không chọn lựa chọn này. Lựa chọn tiếp theo, chúng ta có 30 cộng 60 cộng 9 cộng 1, hoàn toàn hợp lý. Vì chúng ta có 30 cộng 9 sẽ bằng 39. Và sau đó 60 cộng 1 sẽ bằng 61. Như vậy, những điều này tương đương với nhau. Và lý do tại sao nó hữu ích khi tách chúng theo cách này là bởi vì chúng ta có thể tính toán trong đầu 30 cộng 60, 30 cộng 60 sẽ bằng 90. Như vậy, hai số này ở đây sẽ là nó sẽ là 90. Và sau đó 9 cộng 1 sẽ bằng 10. Và sau đó 90 cộng 10, kết quả sẽ bằng 100. Bây giờ họ không yêu cầu chúng ta tính toán nữa, họ chỉ yêu cầu đáp án nào có cùng kết quả với đề bài bên trên. Và cái này sẽ là đáp án. Chúng ta chỉ chọn một ở đây, như vậy chúng ta đã làm xong, nhưng chúng ta có thể xác nhận rằng đây không phải là đáp án đúng. Chúng ta có 9 cộng 1, sau đó chúng ta có 3 cộng 6. Bây giờ 3 ở đây, nó không đại diện cho chỉ 3, nó là 30, nó là 30. Nó nên là 30 và đây là 60. Không phải 6, như vậy nó nên là 60 nhưng nó không phải những gì họ đã viết ban đầu. Như vậy chúng ta có thể loại trừ nó. Hãy làm một bài khác. Phép cộng nào giống với 41 cộng 57? Và ở đây họ tách mọi thứ thành trong như chục và đơn vị. Vì vậy trước khi mình nhìn vào các đáp án, hãy để mình nhìn xem mình có thể giải chúng. Vậy 41 ở hàng chục mình có 4. Như vậy nó sẽ là 40. Và ở hàng đơn vị mình có 1 cộng 1 đơn vị. Nó là 41. Và sau đó là 57. 57 ở hàng chục mình có 5. Như vậy cộng 50. Và ở hàng đơn vị mình có 7 cộng 7 đơn vị. Hãy nhìn lựa chọn nào giống những gì mình đã viết ở đây. Như vậy, lựa chọn đầu tiên chúng ta có 40 và một đơn vị, 40 và một đơn vị, 40 và một đơn vị là 41. Những gì mình vậy đây là 40 cộng một đơn vị bằng 41. Và sau đó mình có 50 và 7 đơn vị. 50 và 7 đơn vị. Như vậy, lựa chọn đầu tiên là chính xác với những gì mình viết.
Nó chỉ khác thứ tự. Nếu mình viết 40 cộng 5 đơn vị cộng 1 đơn vị cộng 7 đơn vị, nó sẽ là đáp án thứ nhất. Và chúng ta biết rằng chúng ta đã làm xong, nhưng hãy nhìn những đáp án khác để xem tại sao những đáp án này không hợp lý. Vậy mình thấy 40 đến từ đâu? Nhưng sau đó nó có 10. Còn có vẻ như đang cố biến một đơn vị này thành 10. Như vậy nó là không đúng. Và sau đó nó nói 5 đơn vị, bằng cách nào đó nó ở đây là hàng chục, không phải 5 đơn vị. Như vậy đáp án này vô lý. Và sau đó ở đây nói rằng 4 đơn vị. Đây là 4, đây là hàng chục, đây là 40. Và sau đó chúng ta có 5 đơn vị. 5 đó là ở hàng chục, nó đáng lẽ là 50, nó đáng lẽ là chục, nó đáng lẽ là chục. Như vậy chúng ta thi đúng với lựa chọn đầu tiên.